Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì Đại Dương Auto 56 Mạc Thái Tổ rất vui được đồng hành với các bác trong cái video. Em có thể giới thiệu với các bác một chiếc xe Kia Sorento 2017 phiên bản full xăng đặc biệt. Và em là Tuấn, rất vui được đồng hành với các bác trong video này. Hôm nay thì Đại Dương Auto vừa mới về một chiếc xe Kia Sorento màu rất là đẹp ạ, màu đỏ tươi. Đây là hiện tại cái màu này thì chỉ có 2019 mới có thôi, nhưng mà tuy nhiên chiếc xe này thì đã được bác chủ xe cũ trang bị thêm cho em nó thành cái màu sắc đỏ tươi như thế này, rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua một vòng về tổng thể của chiếc xe các bác nhé. Chiếc xe này là Kia Sorento 2017 tư nhân chính chủ từ đầu, hiện tại mới chạy có hơn 40.000 km. Vâng, 4 vạn km các bác ạ. Nước sơn rất là đẹp ạ. Biển Hà Nội một chủ từ đầu. Dàn lốp vẫn còn nguyên theo xe. Phiên bản này là phiên bản full xăng đặc biệt, thế nên là đây là phiên bản full option, rất nhiều được các option được trang bị theo xe. Các bác có thể nhìn qua được tổng thể về chiếc xe này thì màu sơn hiện tại là màu đỏ tươi, đi ra nắng thì cực kỳ là nổi bật. Ở Hà Nội thì hầu như là chắc là cực kỳ hiếm các bác mới có thể bắt gặp được cái nước sơn của xe như thế này. Và đời 2017 các bác nhá, 2019 thì hiện tại là ra rồi, nhưng mà 2017 thì chưa có con nào đâu ạ. Xe được khoác lên mình một lớp sơn màu đỏ đen, trông rất là bắt mắt. Hầu như là ở phần phía ngoài của chiếc xe thì nước sơn vẫn còn rất là đẹp, không có bị xước sát nhiều. Mới chạy có hơn 40.000 km, tức là 4 vạn đấy ạ. 4 lốp còn nguyên bản theo xe, mặt la răng còn rất là đẹp. Vâng, xe này trang bị full option rồi, vậy nên là có toàn bộ, là có cả rửa đèn pha này. Chắc hẳn khi mà các bác quan tâm đến một chiếc xe cũ thì ngoài cái phần vỏ ngoại thất ra thì cái phần nội thất ở bên trong cũng được cần quan tâm rất là nhiều, để liệu xem chúng ta có thể biết rằng là bác chủ cũ có chạy nhiều chiếc xe này hay không, hay là có quan tâm hay là chăm sóc về chiếc xe này hay không, thì chúng ta hãy cùng ngó qua một chút ở phía trong nội thất các bác nhé. Vâng ạ, đây là phiên bản full xăng đặc biệt, vậy cho nên là có rất nhiều các option. Như dòng Kia Sorento này thì em cực kỳ thích, bởi vì là trang bị của nó vô lăng thì được tích hợp rất nhiều các chức năng ở phía trên vô lăng này. Hai nữa là nó được trợ lực điện, vậy cho nên là cái cảm giác lái khi các bác lái xe thì cực kỳ là nhẹ nhàng và rất dễ để có thể di chuyển. Cần số và... Vâng ạ, xe còn được trang bị thêm cả màn hình DVD, cam lùi. Hầu như các bác có thể thấy là nội thất còn đang rất là mới. Hệ thống cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Chiếc xe này khi mà đi những cái buổi chiều của Hà Nội thì quá là tuyệt vời luôn. Về phần nội thất của xe, ghế da, các bác có thể nhìn thấy rằng là nội thất ghế da này còn rất mới. Một chiếc xe màu đỏ và được trang bị nội thất màu kem, rất sang và rất sạch đúng không ạ? Kia Sorento thì là trong một chiếc xe SUV 7 chỗ, rất rộng rãi và thoải mái. Chiếc xe này thì còn được trang bị sẵn cả những cái phần rèm che nắng, rất tiện lợi. Phần cốp sau này nếu như mà các bác mà không sử dụng nhiều, không cần phải dùng ghế, thì có thể úp hai cái ghế ở phía sau này, tạo ra một cái khoảng không gian cực kỳ rộng để chúng ta có thể chở đồ. Không gian rất là sáng và rất là sạch đúng không ạ?
Chiếc xe này thì bác chủ cũ mới chỉ có chạy, có lăn bánh có hơn 40.000 km thôi. Vậy nên là hầu như toàn bộ về nội thất của xe vẫn còn đang rất đẹp và rất mới. Màu đỏ này đặc biệt đúng không các bác? Có một điều em rất thích ở những chiếc xe Kia này, đó là khi mà vừa bước lên ghế ngồi, bật đề start top là nó được kéo ngay chiếc ghế này lên. Đó, rất tiện lợi và rất thoải mái ạ. Đấy, đây là một cái điểm mà em rất là thích so với những chiếc xe cùng phân khúc, cùng dòng còn lại. Ghế chỉnh điện thì các bác có thể ghế chỉnh điện là 6 hướng rồi. Vâng, và hơn nữa là nó được nhớ ghế tận 2 vị trí cơ. Đây là một điểm em rất là ưng ý đối với những cái chiếc xe Kia, bởi vì hầu như chiếc xe nào cũng đều là khi mà bật máy lên thì cũng đều đưa mình trở lại vị trí ghế ngồi quen thuộc của mình. Còn khi mà tắt máy đi, đây các bác có thể thấy không ạ, nó sẽ tự động lùi lại để mình có thể bước ra được thoải mái và dễ dàng hơn. Về chiếc xe này thì Đại Dương Auto 56 Mạc Thái Tổ hiện đang chào bán với mức giá là 765 triệu đồng cho một chiếc xe Kia Sorento đời 2017 phiên bản phun xăng đặc biệt. Đây là một mức giá cực kỳ là hấp dẫn và cũng đang rất ưu đãi cho các bác. Đối với chiếc xe này thì bên em vẫn còn đang hỗ trợ một là vay ngân hàng là 70%. Vậy thì các bác chỉ mất có khoảng là hơn 300 triệu một chút thôi là đã có thể sở hữu được một chiếc xe SUV 7 chỗ phiên bản phun xăng đặc biệt, rất nhiều tiện ích và rất là đẹp như thế này. Về phần máy móc thì Đại Dương Auto cam kết với tất cả các quý khách hàng khi mua xe tại Đại Dương Auto rằng toàn bộ chiếc xe bán ra đều được đảm bảo về phần chất lượng, máy móc không bị va chạm, toàn bộ thân vỏ không bị đâm đụng hay là bị ngập nước, máy móc còn nguyên zin và tất cả đều được cam kết trên giấy tờ cho khách hàng. Những chiếc xe của Đại Dương Auto thì vẫn được bảo hành bảo dưỡng, bởi vì chúng tôi có những cái chính sách chăm sóc khách hàng sau khi bán. Đại Dương Auto có những cái xưởng sửa chữa để sau này nếu như mà các bác mà có vấn đề gì xảy ra với chiếc xe, muốn bảo hành hay bảo dưỡng tại Đại Dương Auto thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm đến với chúng tôi để chúng tôi có thể bảo hành sau khi bán hàng cho các bác ạ. Chúng ta hãy cùng ngó qua một chút về phần máy móc các bác nhé. Ta có thể thấy rằng là một chiếc xe quan trọng nhất vẫn đó chính là phần máy móc. Các bác có thể thấy rằng là bộ máy của xe còn đang rất là mới và rất là đẹp. Tất cả những con ốc ở đây đều còn nguyên zin hết. Keo chỉ của chiếc xe này là còn 100% nguyên bản các bác nhé. Vâng. Đó. Các bác có thể thấy rằng là trong video ngày hôm nay thì tôi có thể giới thiệu qua một chút với các bác thôi. Vậy nên là nếu như là bác nào mà còn đang quan tâm hay là muốn xem xe trực tiếp thì hãy đến với chúng tôi về địa chỉ là Đại Dương Auto 56 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cách Cang Nam chỉ có 500 mét thôi ạ. Đây, ở ngay đây là các bác có thể thấy rằng ở Cang Nam ngay gần đây rồi. Chỉ còn cách 500 mét Cang Nam thôi các bác nhé. Và em là Tuấn, phụ trách kinh doanh ở Đại Dương Auto. Các bác nào mà đang xem video này và muốn quan tâm đến chiếc xe và muốn xem xe trực tiếp thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại em ghi ở phía dưới. Đó chính là 094 3434 993. Và em là Tuấn các bác nhé. Và em cũng xin nói lại về giá của chiếc xe hiện tại đang được Đại Dương Auto đang chào bán với giá là 765 triệu đồng và được hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% ạ. Và chắc chắn rồi các bác, với cái giá này thì bên em nếu như bác nào mà nhiệt tình và đến xem xe thì em có thể thương lượng và bớt thêm cho bác được một chút nữa. Và nếu như bác nào mà có bạn bè hay là người thân mà cũng đang quan tâm đến chiếc xe này thì
Các bác hãy chia sẻ giúp em video này đến với họ để họ có thể tìm được một chiếc xe ưng ý nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.